Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của diễn đàn Trader Việt và mình là Tùng Anh. Trong cái clip của tuần này thì mình sẽ chia sẻ cho chúng ta một cái cách kết hợp để chúng ta giao dịch mô hình giá hiệu quả hơn, và cụ thể đó chính là chúng ta sẽ kết hợp mô hình giá với khối lượng giao dịch ha. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới XTB. XTB hiện đang có chương trình giao dịch ngay cổ phiếu Mỹ mà không chịu phí. Các bạn xem chi tiết ở link bên dưới nhé. Bắt đầu đầu tư cổ phiếu và ETF không phí hoa hồng tại STB. Rồi, trước khi mà chúng ta đi vào cái cách kết hợp giữa mô hình giá và cái khối lượng giao dịch đó, thì chúng ta cần phải định nghĩa mô hình giá là gì ha. Cho đề phòng trường hợp là chúng ta chưa có chúng ta là trader mới và chúng ta chưa nắm cái vấn đề này. Thì trên Investopedia định nghĩa là mô hình giá là những cái chuyển động của giá và có thể nhận biết được, và chúng có thể xác định được bằng cách sử dụng một loạt những cái đường xu hướng hoặc là những cái đường cong. Và khi mà chúng ta xác định ra những cái mô hình giá này, cái mục đích đó chính là để dự đoán cái hướng đi tiếp theo của giá để chúng ta có thể dễ dàng giao dịch ha. Rồi, nếu như một mô hình giá nó báo hiệu cái sự thay đổi xu hướng thì chúng ta gọi đó là cái mô hình giá đảo chiều. Còn nếu như mà mô hình giá nào mà nó báo hiệu cái sự tiếp diễn xu hướng hiện tại thì đó được gọi là mô hình giá tiếp diễn ha. Thì cơ bản thì mô hình giá nó sẽ được chia làm hai loại, đó là mô hình biểu đồ và mô hình nến. Thì do là chúng ta vận dụng hôm nay chúng ta kết hợp cái mô hình giá với cái khối lượng thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào mô hình biểu đồ mà thôi ha. Chúng ta không có nói đến mô hình nến trong cái clip ngày hôm nay. Thì hiểu đơn giản thì cái mô hình biểu đồ thì nó sẽ bao gồm tập hợp nhiều những cái thanh nến ha. Nhiều thanh nến từ khoảng từ 10 thanh nến trở lên đó. Còn mô hình nến thì thông thường nó chỉ là một thanh nến, hai thanh nến, ba thanh nến thôi ha. Chứ nó không có bao gồm nhiều thanh nến. Và khi mà chúng ta giao dịch với mô hình biểu đồ á, thì mình thấy anh em sẽ gặp ba cái vấn đề chủ yếu. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ thấy cái mô hình nó bị thất bại ha, như lý thuyết. Cái thứ hai đó là giá nó sẽ không di chuyển như lý thuyết. Và cái thứ ba đó là chúng ta giao dịch với cái mô hình nó kém hiệu quả. Và tất cả những cái vấn đề này khiến cho chúng ta có thể là sẽ từ bỏ cái phương pháp giao dịch với cái mô hình biểu đồ này. Tuy nhiên đây là một cái phương pháp được đánh giá rất là cao trong giới phân tích kỹ thuật. Và ba cái vấn đề này mình thấy phát sinh là do chúng ta không nắm rõ cách cái mô hình nó hình thành và cái bản chất của cái mô hình đó. Thì trong cái clip này thì mình sẽ chia sẻ cho chúng ta cái cách mà chúng ta kết hợp cái kiến thức, cái bản chất của cái mô hình biểu đồ, rồi chúng ta sẽ đọc cái khối lượng để chúng ta có thể là phán đoán xem là cái mô hình này nó có thành công hay không, để chúng ta có thể giao dịch và nâng cao được cái mức độ hiệu quả khi sử dụng chúng. Tuy nhiên trong một cái clip ngắn như thế này thì có thể là sẽ mình không có thể nhồi quá nhiều cái kiến thức vào trong đó. Và nếu như mà chúng ta thực sự muốn tìm hiểu sâu, muốn master cái phương pháp giao dịch với mô hình biểu đồ, thì mình đề xuất chúng ta nên đọc cái cuốn mô hình biểu đồ ha, của Thomas Mikoski. Finfin cũng đã xuất bản cái quyển sách này và chúng ta có thể dễ dàng đặt và mua ha. Rồi, để mà chúng ta vận dụng cái mô hình biểu đồ một cách hiệu quả và kết hợp nó với khối lượng thì chúng ta sẽ làm theo những cái bước sau ha. Đầu tiên đó là chúng ta phải nắm rõ cái cấu trúc của mô hình, bao gồm đặc biệt là cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc đó. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ phải quan sát cái biến động khối lượng trong suốt cái giai đoạn hình thành nên cái biểu đồ đó ha, mô hình biểu đồ đó, và đặc biệt đó là cái giai đoạn kết thúc của cái mô hình đó ha. Nó sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc là chúng ta giao dịch với cái mô hình đó có thành công hay không. Thứ ba đó là chúng ta khi mà chúng ta quan sát khối lượng thì chúng ta nhớ cái mệnh đề rằng khối lượng nó cần phải giảm khi mà giá nó di chuyển ngược với cái mô hình ha. Di chuyển ngược với cái mô hình tức là cái lý thuyết của cái mô hình đó đó,
Mình lấy ví dụ khi mà chúng ta giao dịch với cái mô hình hai đáy chẳng hạn ha, thì mô hình hai đáy được định nghĩa là một cái mô hình đảo chiều đó. Thì khi mà giá nó giảm xuống á, ha, giảm xuống thì là chúng ta sẽ thấy được rằng cái khối lượng nó giảm, còn khi mà giá nó bật tăng trong cái mô hình đó thì chúng ta phải thấy được cái khối lượng nó tăng lên. Đó chính là cái yếu tố mà mình đề cập ha, khối lượng giảm khi mà giá di chuyển ngược mô hình. Và tất nhiên nó sẽ có một cái vấn đề ngược lại, đó là khối lượng tăng tại giai đoạn kết thúc, thì đây là đóng vai trò là những cái tín hiệu xác nhận để cái mô hình này nó có thể tăng cái khả năng thành công của nó lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần ví dụ để chúng ta có thể nắm rõ những cái điều mình vừa chia sẻ ha. Đầu tiên đó là chúng ta nắm rõ cái cấu trúc mô hình để bắt đầu và những kết thúc. Ở đây là mình lấy cái mô hình rất là quen thuộc của chúng ta, đó chính là mô hình hai đáy. Đó. Thì đối với cái mô hình hai đáy thì chúng ta phải biết rằng là nó sẽ có cái cấu trúc của nó là bao gồm hai cái đáy ha, và hai cái đáy này thông thường là nó sẽ ngang bằng nhau. Cũng có thể là cái đáy thứ hai nó cao hơn cái đáy trước một chút, hoặc là nó có thể là tạo một cái đáy thấp hơn, nhưng mà đây là một cái cú phá vỡ giả ha, cú phá vỡ giả. Đó. Rồi cái điểm bắt đầu của cái mô hình hai đáy này thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái điểm swing high của cái mô hình hai đáy này ha, tại cái vùng mình đang chỏ con chuột này. Đó thì chúng ta giống ngang qua ha, giống ngang qua và cắt cái xuống giảm trước đó ở đâu, thì đó là cái vùng bắt đầu của cái mô hình hai đáy ha. Ở đây thì nếu như chúng ta kéo ngang nó ra thì nó sẽ là điểm bắt đầu ở đây ha. Và điểm kết thúc thì tương tự, chúng ta sẽ kéo sang bên phải, và khi mà giá nó break out cái ngưỡng kháng cự này đó, tại cái vùng mình đang di chuyển con trỏ này đó, thì đây là cái điểm kết thúc của cái mô hình đó. Thì chúng ta phải nắm rõ được cái cấu trúc của nó thì chúng ta mới sang cái bước tiếp theo, đó là chúng ta quan sát cái diễn biến của khối lượng đó. Thì thông thường ví dụ như trong cái mô hình hai đáy này thì chúng ta có cái điểm bắt đầu là quanh cái khu vực này ha đó. Thì thông thường là chúng ta sẽ ít quan tâm cái biến động khối lượng ở cái giai đoạn đầu, mà thay vào đó là chúng ta sẽ tập trung nhiều vào cái giai đoạn kết thúc của cái mô hình, đặc biệt là từ cái vùng đáy số 2 đó. Thì nhìn vào đây á, chúng ta thấy là cái đáy số 2 này nó được tạo thành khi mà với cái khối lượng nó giảm dần đó, nó giảm dần, tức là ở đây chúng ta thấy được rằng thị trường nó không có háo hức, không có hưng phấn trong cái việc bán ra nữa, mà thay vào đó khi mà giá nó bắt đầu tạo đáy xong, bắt đầu giá nó đi lên đó, đi lên thì chúng ta thấy được với cái khối lượng nó tăng dần, khối lượng nó tăng dần, cho thấy rằng thị trường đang hào hứng với cái việc mua lên đó. Và đặc biệt tại cái điểm kết thúc của mô hình tức là breakout cái đường neckline được kẻ từ cái điểm swing high của cái mô hình hai đáy này, thì chúng ta thấy được rằng cái khối lượng giao dịch nó tăng vọt đó. Thì cái diễn biến volume này cho thấy là thị trường nó đang hưng phấn mua lên ha, và khả năng cao là cái mô hình này nó đã được củng cố và giá nó sẽ đi theo cái hướng phá vỡ, được chưa? Đó, về cơ bản thì khi mà chúng ta quan sát một cái mô hình biểu đồ thì chúng ta sẽ kết hợp nó với diễn biến khối lượng là như vậy ha. Mình nhắc lại, khi mà chúng ta quan sát cái điểm kết thúc của cái mô hình đó thì chúng ta cần phải có một cái tín hiệu xác nhận ha, khối lượng tăng theo cái lý thuyết của cái mô hình. Ở đây ví dụ như khi mà chúng ta giao dịch với cái mô hình cờ tăng đi ha, đó, ví dụ như chúng ta giao dịch với cái mô hình cờ tăng thì khi mà cái cú breakout ở cái cuối mô hình đó, thì nó cũng phải đi kèm với cái sự gia tăng khối lượng để nó xác nhận cho cái việc là thị trường nó đang rất là hào hứng trong cái việc mua lên theo cái lý thuyết của cái mô hình cờ tăng đó. Đó. Còn nếu như mà nó breakout nhưng mà đó là cái mô hình cờ tăng nhưng mà nó breakout với một cái khối lượng nó giảm dần ha, thì nó phản ánh rằng thị trường nó không hào hứng trong cái việc mua lên, và khả năng cái cú phá vỡ đó là cái cú phá vỡ giả, và cái mô hình nó sẽ dễ thất bại trong cái tình huống đó.
Và tiếp theo thì mình sẽ đưa ra một số cái ví dụ nữa để chúng ta có thể nắm rõ hơn ha. Cái ví dụ lần này đó chính là trên EURUSD. Thì mặc dù cái volume của thị trường Forex là một cái tick volume chứ không phải là volume thực, nhưng mà đây là cái công cụ volume duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng trên thị trường Forex, cho nên là chúng ta vẫn có thể tận dụng nó ha. Mặc dù nó không có được chính xác và hoàn hảo như trên thị trường chứng khoán đó. Thì ở đây chúng ta quan sát là cái điểm vào của cái mô hình hai đáy này, nó là cái vùng này ha đó. Chúng ta xác định được cái đường neckline đó, thì chúng ta thấy là trong cái quá trình tạo đáy ha, đặc biệt là cái giai đoạn cuối của cái mô hình này, thì chúng ta thấy khối lượng giao dịch giảm rất là mạnh ha. Tuy nhiên sau khi mà nó tạo đáy rồi, bắt đầu nó bật tăng lên, thì chúng ta thấy khối lượng bắt đầu gia tăng. Và cái sự gia tăng khối lượng này chúng ta thấy rõ ràng được thể hiện tại cái điểm kết thúc của cái mô hình này ha. Khi mà giá nó break cao cái đường neckline đó, thì đây là một cái tín hiệu xác nhận cho thấy là đây là một cái cú phá vỡ thật ha. Cú phá vỡ thật và khả năng là giá nó sẽ tiếp tục đi theo cái lý thuyết của mô hình, tiếp tục tăng lên ha. Rồi đây là thêm một cái ví dụ tiếp theo đối với cái lệnh vàng ha. Ở đây thì mọi người có thể nói đây là một cái mô hình battle vai chứ không phải là một cái mô hình hai đỉnh, nhưng mà nhìn chung nó vẫn là một cái mô hình đảo chiều. Nếu như chúng ta mở rộng ra thì đó là cái mô hình vai đầu vai ha, với cái vai trái đỉnh đầu và vai phải. Và nếu như chúng ta thu hẹp lại ha, thu hẹp lại trong cái đoạn này, thì đó chính là một cái mô hình hai đỉnh. Thì cái diễn biến nó sẽ tương tự như vậy thôi ha. Trong cái quá trình mà tạo ra cái đỉnh số 2 ha, tạo ra cái đỉnh số 2, thì chúng ta thấy được rằng là cái khối lượng nó liên tục giảm ha. Còn cái điểm kết thúc của cái mô hình này đó, nó break out cái đường neckline này đó. Break down cái đường neckline này thì chúng ta thấy là khối lượng nó tăng vọt, cho thấy thị trường đang rất là đồng thuận trong cái việc bán ra đó, và cái mô hình này nó có khả năng nó sẽ thành công. Rồi trên đây là mình đã chia sẻ cho chúng ta cái cách mà chúng ta đọc mô hình biểu đồ kết hợp với khối lượng giao dịch để nâng cao cái hiệu quả của cái việc vận dụng cái mô hình biểu đồ để giao dịch. Thì nếu như mà mọi người có thắc mắc hay trao đổi gì thì xin mời bình luận ở phía dưới ha. Còn cái thời lượng clip cũng đến đây cũng là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tới.